Dạ, con xin kính chào cha và con xin chào cộng đoàn dân chúng có mặt hôm nay. To lên con. Dạ, con bị thang đi. Dạ, con được ơn Chúa, nói con được rất nhiều ơn Chúa. Nhưng mà bây giờ thời gian nó có hạn nên con không có kể dài dòng. Con chỉ kể những cái ơn con mới được đây thôi. Thì con đi với chồng con tới đây cách đây một tháng. Chồng con thấy con bệnh quá, nặng quá thì nói bà ơi, tôi nghe nói lòng thương xót Chúa ở dưới Cha Long người ta đi cũng đông lắm. Thôi bây giờ bà đi lòng thương xót Chúa thử coi. Khi con mới nói là nếu đi thì ông đi nữa. Thì Chúa nhận lời những kẻ hiệp nhau. Ông phải khấn, xin tôi cũng khấn thì Chúa mới ban ơn chứ. Còn một mình tôi đi xin thì làm sao mà được ơn. Thì ông xã con cũng đi theo con. Tới xin ơn thì con kêu xã con tới khấn. Viết xin giấy khấn rồi con kêu xã con xin tội. Mít 5-6 năm nay ông xã con không đi nhà thờ. Bỏ Chúa. Thì con kêu xã ông xin tội, ông không xin tội. Ông xin tội hôm đó thì con nói nếu không xin tội thì khấn đâu có được ơn đâu. Thì ông cũng ngoan cố ông xin tội. Khi con về con được ơn, cha, con được, con nhiều bệnh lắm. Thì con được là bệnh tiểu đường, thiếu máu cơ tim, nhiễm trùng đường tiểu, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, bị mất ngủ, căng thẳng thần kinh là 6 cái bệnh mà... Cách đây tuần thứ hai rồi, con đi xét nghiệm lại thì con không còn bị hết. Con không còn bị, nhưng mà chơi cái gì nó cũng có cái giá đó, cha biết không? Con đi kỳ trước con đi 3 lần không được ơn. Lần này cha biết con làm việc bác ái, con ăn chay ngày thứ 6. Con hàng ngày con lên nhà thờ, con Đừng kể cái đó. Như vậy thì mới được ơn đó cha, con nghĩ như vậy. Thì bây giờ con được ơn, xong với con nói với ông xã con là anh ơi, bây giờ mình đi xuống giáo điện tin mừng tạ ơn đi, tạ ơn xuống đi. Thì cha biết ông xã con nói sao? Tôi không đi đến những cái nơi ấy, bà có đi thì đi. Đúng là được ơn là trở mặt như trở bánh tráng vậy ta. Chán thiệt, chồng con cứng. Rồi, vậy thì hôm nay con tới con chia sẻ với cộng đoàn cha là con được ơn mà con mừng lắm cha. Cái bệnh tiểu đường mà hết là quá một vấn đề. Hồi xưa là con 290 mà bây giờ con đi thử lại còn có 120 mấy chứ. Trời rồi, thiếu máu cơ tim gì, cái gì cũng bình thường. Cái bác sĩ nói có bệnh gì đâu mà chữa. Con nói trời, cách đây mấy tháng tôi lên bệnh viện chờ đẩy này, tôi đầy bệnh hết mà sao bây giờ không có cái bệnh gì hết. Amen. Amen. Đây cha gửi cho con hai món quà, mà con không phải cho con mà là cho ông xã của con. Lúc nào mà đẹp trời nhất, lúc nào ông vui vẻ nhất nha. Còn được cái máy 365 bài giảng, hoặc là con mở để ông thấy tò mò ông ấy nghe. Hoặc thứ hai là món quà con đường tím thác, con gửi tặng cho ông, đó là Cha Long gửi tặng cho anh nha. Rồi lúc nào anh đọc, lúc nào anh nghe, đó là chuyện Chúa làm nơi anh ấy. Ta không bao giờ được xét đoán hoặc kết án người làm. Ông ấy cứng đầu lắm, không bao giờ được nói như vậy. Vì Chúa mà không điều chỉnh con còn cứng gấp mấy ông ta. Đúng không? Dạ, chính xác. Vậy sao con còn kết án ông làm gì? Đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Ngày mùng 8 tháng 3 là thứ mấy? Thứ mấy? Mùng 8 tháng 3 ngày quốc tế phụ nữ mà các bạn không biết à? Thứ mấy? Thứ năm, mùng 8 tháng 3 hả? Nghe phụ nữ hùng lên. Suốt ngày rồi vùng lên, có ai bắt nè, có ai đè bẹp rồi vùng. Thì con là cái, đây là cái móc chìa khóa. Hôm đó con đưa cho anh ấy, bảo hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ, em tặng cho anh, được không? Được không? Mình làm ngược đời vậy đi, thử coi. Ông ấy cảm thấy, ủa sao bên này cô này, và điều quan trọng nhất là con nói ít thôi. Nói ít thôi, nhớ không? Món quà em tặng anh là từ nay em sẽ nói ít thôi. Món quà, đúng không? Đúng không? Dạ, đúng chưa? Và thứ hai, món quà thứ hai là em cầu nguyện cho anh, mà cầu nguyện âm thầm chứ đừng có kể. Đừng có kể cái gì mình làm, mà hãy kể những việc Chúa làm cho mình. Đừng kể những việc tôi đọc kinh, tôi ăn chay, tôi bác cái. Không bao giờ lên mà kể những cái chuyện đó, nhớ không? Rồi ít nói, âm thầm cầu nguyện và
càng ngày càng chăm sóc anh ấy nhiều hơn, quan tâm đến anh ấy nhiều hơn. Đến một lúc nào đó anh sẽ bảo, wow, đúng là con vợ của tôi nó được ơn rồi. Đúng là con vợ của tôi nó được Chúa biến đổi rồi. Không những Chúa bệnh chữa bệnh thân xác của nó, mà Chúa chữa bệnh tâm hồn của nó. Thì nó ít nói rồi, thì nó thì này nó không kết án tôi rồi, thì nó hiền hơn rồi, thì nó dịu dàng hơn rồi. Và lúc đó, em à, chồng con đang nói, em à. Dạ, em đây. Đó, con cứ như vậy. Hôm nay anh sẽ chở em đến giáo điểm tin mừng. Dạ, chúng mình đi tới giáo điểm tin mừng đi anh. Đó, anh chồng thấy cứ như vậy. Rồi, đi về nói, làm mau lên. Mau. Đi. Hả? Dạ, con đi về ạ. Lễ xong đã cái còn này. À đây, cái quạt này cho con. Vẫn cứ nói nhiều. Không nói ít. Vẫn cãi. Vẫn nói mà đây. Rồi, đây chẳng hạn cho con nha. Rồi, đi xuống, mau không nói câu nào nữa. Đi xuống không nói câu nào. Đi với một cám ơn trai nó mới xuống được. Rồi.